Chào mừng quý vị đến với chương trình 101 Mẹo Vặt Lê Kiệt. Hôm nay chương trình sẽ hướng dẫn quý vị tẩy những vết sơn nước bám trên quần áo đó quý vị. Đây là những lớp sơn nước đã bám trên quần do trong quá trình chúng ta tiến hành sơn sửa nhà cửa đó quý vị bằng sơn nước. Vô tình hay quý, lớp sơn nước đã bám chặt trên quần của chúng áo của chúng ta. Đó vì đây là toàn bộ là những bên sơn nước màu trắng bám trên quần màu đen của chúng ta, rất là phản cảm đúng không quý vị? Theo thói thông thường, khi chúng ta có những vết sơn nước này, chúng ta sẽ tiến hành giặt ngay, thì dù giặt ngay hay để lâu cũng vậy, giặt sơn nước không thể nào bay đi hết được quý vị. Dù ta cố gắng giặt rất kỹ và dùng bằng chải chà sát mạnh vân vân, vì đây tôi sẽ chà sát quý vị xem. Đó, rất là cực lực để cố tình để tẩy đi những vết sơn nước trắng này để đem lại cái đẹp vẻ đẹp cho cái quần chúng ta, để bỏ như không chúng ta bỏ đi rất là lãng phí đúng không quý vị? Đó, quý vị xem vết mực vẫn trơ và nguyên vẹn đó vị. Nhưng khắc tinh của cái sơn nước này đó chính là một thứ nước dung dịch trắng đó quý vị, đó là rượu đế đó quý vị. Rượu sẽ có tác dụng để hòa tan được tất cả những sơn nước này bám trên quần của chúng ta quý vị. Chúng ta cố gắng dùng rượu để tẩy rửa những vết sơn nước này nhé quý vị. Sau khi chúng ta tẩm rượu ướt lên các vết sơn nước rồi, chúng ta tiến hành dò kỹ đó quý vị. Quý vị xem tất cả những vết sơn nước loang lổ ở trên quần chúng ta rất là phản cảm, bây giờ đã gần như biến mất hết rồi đó quý vị. Nhưng rượu khi không thể chỉ làm ra tan luôn đi lớp sơn nước bề mặt bên ngoài thôi vị, nhưng do lớp sơn đã dính trong từng thớ vải của chúng ta, rượu thì nồng độ rất thấp, không đủ độ để tẩy đi những vết vết bám chặt trong vải chúng ta, cho nên chúng ta sẽ dùng cồn quý vị. Cồn nào quý vị, cồn nồng độ là 90 độ đó vị. Chúng ta chế lên pha điều lên tất cả những vết sơn nước đã còn rất là mờ trên quần chúng ta, vì nếu chúng ta không xử lý bước này thì khi chúng ta phơi khô quần áo của chúng ta lên thì lớp sơn nước mờ này nó sẽ rộ lên trên cái quần đen của cha, rất là phản cảm, cho nên chúng ta phải tiến hành cái bước này rất là kỹ. Chúng ta dùng cồn pha điều lên những vết sơn nước còn mờ thâm trong từng thớ vải đó quý vị, và chúng ta tiến hành dò kỹ chúng để hòa tan. Mục đích của chúng ta để hòa tan hết tất cả những cái vết sơn nước ở trong từng thớ vải ra, rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành xả chúng quý vị. Chúng ta cố gắng vì cứu quy cho chiếc quần chúng ta, nếu không cái quần chúng ta sẽ không thể nào sử dụng được nữa để đi chơi hay là cái gì nữa, chỉ sử dụng vào công việc lao động mà thôi. Sau đó chúng ta tiến hành sẽ xả giặt lại chúng quý vị, chúng ta xả giặt kỹ lại chúng để tẩy đi cái mùi hôi của rượu và cồn và bám trên đồ của chúng ta, và đồng thời rửa trôi tất cả những sơn nước đã hòa tan bám trên mặt vải để đem cái quần đồ chúng ta trở lại mới như xưa đó quý vị. Đó, sau khi chúng ta xả xong thì quý vị hãy xem đây, cái quần chúng ta đã dính sơn nước từ khi đầu bây giờ như thế nào quý vị hãy xem nhé. Đó, tôi treo lên quý vị xem đây, toàn bộ cái quần của chúng ta đã hoàn toàn sạch tinh trở lại như mới như ban đầu đó quý vị. Đó, quý vị xem không còn một chút tì vết nào hết. Đó, nên nếu chúng ta không biết cách xử lý dù thì vô tình chúng ta sẽ lãng phí một cái quần này đúng không quý vị. Một là chúng ta sẽ sử dụng vào trong làm đồ rẻ mà thôi quý vị. Đây quý vị, sau đó chúng ta đi phơi khô, chúng ta sẽ được cái quần như sạch sẽ như ý. Chương trình 101 Mẹo Vặt đến đây xin phép tạm dừng. Qua chương trình này cũng góp phần nào đó giúp cho công việc nội trợ chúng ta rất là thuận lợi, không bối rối khi gặp những sự cố chiếc quần đồ đạc chúng ta bị dính sơn nước đúng không quý vị, vì sơn nước sẽ hòa tan được trong rượu và trong cồn đó quý vị. Và sau cùng xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và xin kính chúc quý vị được vạn sự như ý, tỷ sự hạnh đạt tốt đẹp như cơ mơ.
Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Xin chân thành cảm